Câu 5, số đồng phân kẹt tốn. Trời ạ. Chỉ có học sinh của thầy Minh thì mới biết được skill kinh điển này. Chỉ có học sinh của thầy Minh mới biết được skill kinh điển này. Các bạn hãy chống mắt lên mà xem thầy Minh hướng dẫn các bạn tìm số đồng phân kẹt tốn theo phương pháp ảo lòi chỉ có thầy Minh mới có. R1C nối đôi O. R2, ta có R1 cộng R2 bằng 4C do vứt 1C ở đây. Điều kiện của R1 phải lớn hơn bằng 1C, R2 phải lớn bằng 1C, ta có 1 cộng 3 bằng 4, 2 cộng 2 bằng 4. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 thì chỉ có 1. Vậy ta có 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1, 3 có 2, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 bằng 3, 3 đồng phân kẹt tốn.